mình không nhất thiết phải bỏ ra một số tiền lớn để mà đánh đổi một cái nơi ở chỉ là để ở thôi, đúng không? Nhưng mà chị muốn cho gia đình chị ở thì chị có thể là gì? Chị có thể là nếu mà cái tiền bỏ ra quá nhiều thì chị có thể là thuê thuê ở. Ví dụ như giờ chị thuê một tháng 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu đi. Chị ở một năm như vậy chỉ cần 500 triệu 10 tháng, đúng không ạ? Một năm chị làm ra 2 tỷ, hoặc là chị làm ra 5 tỷ, hoặc là làm ra 2 tỷ đi. Thì một chích bấy nhiêu chị ở, rồi sau này chị chán chị ở nơi khác. Hoặc là chị chọn cái nơi nào mà 30 triệu một tháng thôi. 30 triệu một tháng thì nó cũng có, bây giờ nó có rất là nhiều cái nơi ở rất là tuyệt vời. Chị chỉ cần bỏ ra 30 triệu một tháng thôi là chị có nè, có hồ bơi, có phòng gym, có dịch vụ sang trọng. Cái nơi đó nếu như mà chị ở chị thấy nó không ok nữa, chị đổi nơi khác. Nhưng mà chị mua nha, chị mua rồi thì chị phải dính ở đó. Và chắc chắn là chị rất là khó để bán lại. Tại vì nó đã là một cái nơi mà đã sinh lời rồi, nó đã gia tăng lên rồi, nó đã ra nhà ở rồi, thì thường là chị rất khó để bán lại. Ở đây nếu mà chị mua thì chị phải gắn liền ở đó hoài, nghĩa là sống mãi một nơi, chị không có được hưởng những cái vẻ đẹp hoặc là những cái nơi sang trọng hơn. Giả sử như sau này chị làm nhiều tiền hơn, chị muốn ở một cái nơi đẳng cấp hơn thì sao, đúng không ạ? Thì đó là tư duy mà Theo cũng học được từ những người thành công của mình. Đó chính là người ta sẽ dựa vào cái khoản tiền của mình. Nếu như họ thấy rằng là cái việc mà bỏ cả chục tỷ ra để mua một cái nơi ở, người ta sẽ không làm. Nhưng mà người ta có thể chọn để mà thuê, người ta sẵn sàng bỏ ra mấy trăm triệu để thuê ở một năm như thế. Và thì anh chị nghĩ đi, người ta bỏ ra cả chục tỷ mới có được cái ngôi nhà đó, bây giờ mình chỉ bỏ ra vài chục triệu thôi là mình có được cái chỗ ở đó rồi, đúng không? Và mình làm ra, mình sẽ làm ra cái tiền đó của mình, cái tiền chục tỷ đó của mình đó, để mình đầu tư vào cái nơi khác nó có tiềm năng tăng trưởng hơn là mình bỏ vô cái nhà đó. Nó là cái lối tư duy nó hơi ngược xíu, nó hơi ngược đời xíu, đúng không? Đấy, bây giờ giả sử như chục tỷ của chị đó, chị đi mua cái đất ở cái nơi khác đi, nó có tiềm năng tăng trưởng hơn. Còn bây giờ chị muốn ở nhà Hà Nội thì chị ra chị thuê chị ở, có nhiêu tiền đâu, tháng có mấy chục triệu à. Chọn cái nào mà 30 triệu một tháng đấy. Chị ở một chị làm 100 triệu đi, chị làm 100 triệu chị ở 30 triệu vẫn ok. Chị làm 200 triệu chị ở 30 triệu vẫn ok. Hoặc là nếu mà chị muốn ok hơn, chị làm cho 500 triệu một tháng đi, chị ở có 30 triệu, 50 triệu bình thường. Mà chị ở chị chán rồi chị chuyển vô Sài Gòn chị ở. Chị ở nó chán nữa thì chuyển chỗ khác chị ở cái chỗ khác nó đẹp hơn, nó sang hơn, nó đẳng cấp hơn. Rồi chị chán hay chị đổi chỗ khác không ai mắng gì hết. Nhưng mà chị mua là chị dính ở đó nha. À chị nhau không? Còn còn chị á, là chị đang muốn mua nhà xong rồi chị cho thuê đúng không ạ? Cái câu hỏi đặt ra là cái tiền mà chị cho người ta thuê đó, thứ nhất là nó bị hao mòn này kia các thứ. Thứ hai là chị sẽ dính ở đó luôn. Thứ ba là lỡ sử không cho thuê được thì sao? Thứ tư nữa là người ta thuê giá thấp thì làm gì? Ừ, chị cho mất công. Rồi mà suốt ngày mình phải suy nghĩ rằng là cái người cho thuê này họ có ok không? Rồi này kia thứ nó bận tâm, tập trung vào làm kinh doanh. Tập trung vào làm kinh doanh có phải tuyệt vời không? Thế và bật nằm vào những cái thứ đó ha. Ok em nè, đó nên là chị này nhẹ. Thì đó là những cái tư duy mà em học được từ người thành công. Thì quan trọng là chị thấy phù hợp thì chị áp dụng nhé. Nhưng em thì em thấy tuyệt vời.